chính trị đôi phen lừng nước Việt. Văn chương một thuở dạng trời Nam. Người cầm quyền lãnh đạo một dân tộc vốn có nhiều sức mạnh trong tay. Nếu họ dùng sức mạnh đó để mưu đồ mở rộng thế lực hay lấn áp dân tộc khác, thì chẳng khác nào có sự đại hùng, đại lực mà thiếu đại từ bi. Hành động xâm lăng của họ chẳng những có hại cho dân tộc khác, mà cuối cùng cũng làm cho chính dân tộc họ bị nhiều hậu quả không tốt. Tiểu sử giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Tên thật Nguyễn Ngọc Huy, pháp danh Hoàn Hiến, bí danh Hùng Nguyên, Trần Quang, Trần Văn Hạnh, bút hiệu Đằng Phương, Ba Xảo, Tư Xảo, Cuồng Nhân, Việt Tâm. Sinh ngày 2 tháng 11 năm 1924 tại Chợ Lớn, Việt Nam. Từ trần lúc 9 giờ 30 tối tại Paris, Pháp, ngày 28 tháng 7 năm 1990. Tiến sĩ chính trị học, Viện Đại học Paris. Giáo sư môn chính trị học tại Học viện Quốc gia Hành chánh Sài Gòn, Đại học Sư phạm Sài Gòn, Viện Đại học Huế, Viện Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Cần Thơ, Trường Cao đẳng Quốc phòng, Đảng viên Đại Việt Quốc dân Đảng, Tổng thư ký Đảng Tân Đại Việt, Tổng thư ký Phong trào Quốc gia cấp tiến, Đồng chủ tịch Liên minh Dân chủ Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Liên minh Dân chủ Việt Nam, sáng lập viên Ủy ban Quốc tế Yểm trợ Việt Nam Tự do, thành viên Phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa, tham dự cuộc thương thuyết tại La Seyne-Saint-Cloud, Pháp năm 1973. Những danh hiệu người đời đã dành cho giáo sư Nguyễn Ngọc Huy: người quốc sĩ, Gandhi Việt Nam, nhà thơ ái quốc, nhà trí thức uyên bác, danh nhân của thời đại, lương sư khả kính, chính trị gia lỗi lạc, diễn giả hùng biện, nhà tranh đấu bền bỉ, nhà biên khảo công phu, nhà vận động đầy thuyết phục, nhà hoạt động đến hơi thở cuối cùng. Thứ nhất là tổ chức tình đấu bên trong nước Việt Nam. Không ai ngoài Việt Nam có thể thay chúng ta làm việc đó. Không nước nào có thể có tình nhân đạo hay tình nhân chúng nghĩa mà chúng ta giải phóng chúng ta dùng cho chúng ta. Chúng ta phải tự tình đấu để tự giải phóng.
thì phải làm đi làm thứ gì là tổ chức để yểm trợ cho anh em cùng nước Cà Mau. Sự nghiệp chính trị của giáo sư quá lớn lao, con người của giáo sư quá vĩ đại, con đường đã vạch ra của giáo sư quá rõ ràng. Trần Sĩ Hải, thời báo số 290. Một người đã tham gia hoạt động chính trị từ năm 19 tuổi cho đến khi mãn đời tóc bạc. Quả thật giáo sư là ngôi sao sáng trong hàng nhân sĩ miền Nam hiếm hoi được kính trọng. Nhà báo Trần Củng Sơn. Trong hơn nửa thế kỷ qua, ông đã trở thành một trong những vĩ nhân của thế giới tranh đấu vì nền độc lập và dân chủ cho Việt Nam. Vì thế, ông xứng đáng với danh hiệu Gandhi Việt Nam. David Kilgour, dân biểu Canada. Professor, we and Mahatma Gandhi were great leaders of the 20th century because they both believed in human beings, in democracy, in non-violence, dignity for all, the rule of law, and all of the things that we in Canada and America and the rest of the democratic world believe in. It's true that Mr. Gandhi won in India and Vietnam is still in the totalitarian gulag, but I am certain that Vietnam will become a democratic country of the kind that Dr. Huy was asking for. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã để lại một thành tích nổi bật về tinh thần phục vụ, không những đối với dân tộc Việt Nam mà cả dân tộc Hoa Kỳ. Đó chính là tấm gương phục vụ cho các thế hệ mai sau. George Bush, Tổng thống Hoa Kỳ.
phẩm học thuật Việt Nam đáng kính nể nhất trong thập niên vừa qua. Douglas Bike, University of California, Berkeley. I think the understanding of Yongtap Shintong as a cultural theory, as a political theory, is valid today and will be helpful to the Vietnamese in the future. Now, the concept has two parts. One is Yongtap, which is the concept of the people, the nation, the group, the cultural tradition, what is unique and special to Vietnamese that makes them different from Chinese, Cambodians, Americans. And then Shintong, which is a notion of essence or life or driving or success or surviving. Vì sanh trong một nước Việt Nam không độc lập, thiếu tự do, nên tôi phải dấn thân vào cuộc tranh đấu chính trị. Dầu cho có được làm lại cuộc đời từ đầu, mà hoàn cảnh Việt Nam không khác hoàn cảnh tôi đã trải qua, thì tôi sẽ làm như tôi đã làm. Biến cố lúc 9 giờ 30 tối ngày 28 tháng 7 năm 1990 tại ngoại ô Paris đã làm bàng hoàng người Việt trong và ngoài nước, đồng thời cũng gây xúc động một số chính khách ngoại quốc, những người đang quan tâm đến cuộc tranh đấu dân chủ hóa Việt Nam. Sự ra đi của nhà lãnh đạo chính trị nổi tiếng, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Trên bầu trời hải ngoại, ngọn hải đăng Nguyễn Ngọc Huy đã vụt tắt. Muôn thuở hồn thiêng về đất Việt, ngàn năm xương trắng gửi trời Tây.